Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Lời đầu tiên thì mình xin chúc các bạn sức khỏe dồi dào này, hạnh phúc bên gia đình này, và đặc biệt thì công danh và sự nghiệp sẽ phát triển hơn trong năm mới, và những bạn FA ấy thì sẽ thoát kiếp FA trong năm này. Ok, thì hôm nay mình sẽ bắn khẩu 3Z Aurora, hay còn gọi là 3Z Iron Shark. Mình bắn khẩu này tại vì năm mới thì chọn những cái thứ gì nó màu đỏ thì chắc chắn là nó sẽ may mắn hơn. Ok, cho các bạn xem clip này may mắn nha. Rồi, mình sẽ cam mic. Đây là trận rank ngày đầu tiên của mình. À chết nhờ, ngày đầu tiên trong năm chứ. Ôi ôi, không thằng nào đi mic à. Vâng, mình nghe cái gì đấy ở B. Hình như là bắn nhau. Đấy, úi dồi ôi, thế nhiên xây đi đâu thế bạn ơi? Dưới nước này. Có đường đạn bắn lên này. Đấy, dồi ôi, cuối cùng cũng lò cái đầu lên rồi. À, này thì không chạy này. Vâng, tuy nhiên này vẫn nhây nha bạn. Mặc dù snip hai viên không trúng, thế nhiên vẫn cố nhoi lên để bắn cái gì thế không biết. Thế nhưng là trong khu vực nhà A, nhà B làm gì có ai đâu. Thế nhiên thích hư cấu à. À, rào này cưng. Một bé. Đâu rồi? Ok, hình như là rào đã hết rồi. Bây giờ sẽ là HL. Mình thấy khu vực HL cũng có chết người sao ấy. B cũng có. Mid cũng có. Vâng, đoán đoán thế thôi. Để bọn kia nó chết rồi, mình đứng đây thôi. Còn kia nó vào B với lại mic nó thủ hết rồi, nó thấy tiếng súng mà. Ở bên này thì chắc không có ai. Nhưng cũng phải thủ anh em ạ. Đôi khi nó lại giả vờ đến sang bên kia rồi chạy qua bên này. Rất là khôn. Mình sẽ bật tiếng to hơn một tí. Để có thể là nghe rõ hơn. À. Chạy đi đâu con lợn này. Ok. FC Bro kinh quá. Không biết là còn ai không. Bom ở đây. Úi dồi ôi, bom ở đây thì sao phải xoắn. Ôi vãi xoài tim mình à. Còn thằng nữa đâu. Ơ à, bom một người. À bom một nơi. Người một nơi TX nào nhở. Khá là hư cấu với cái tình huống này. Ok, như là núp trên nhà bạn. Vãi xoài thật. Vậy bây giờ có cái chiêu núp nhà đấy cơ. Ok, team bạn hơi bị yếu một tí. Mình sẽ tiếp tục cam mic. Cầm 3Z Aurora ấy thì đứng mic mà cam thôi. Đấy, trên này này. Úi dồi, thôi, em sợ. Vâng, snip thế thì chịu. À. À. Burger Khánh Linh. Úi dồi ôi. À đây này này. Đâu rồi con lợn này. Chạy đâu ấy. Úi dồi ôi, đi mic luôn. Vâng hay thế. Này thì mic với chúng tôi này. Vâng team bạn chắc là phát động đánh mic. Chết hai người chắc là thất bại rồi. Nó sẽ đổi hướng thôi. Vâng team bạn thì bị bắn chết nên thoát đi một người. Đây rồi. Đây rồi, á đồ. Á đồ. Đâu ra nữa vậy? Hình như còn à. Đây này, úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Spam cho cố vô. 3Z thì chỉ một viên thôi. Còn một thằng nữa. Một thằng nữa đâu ta? Bọn này đánh A chắc rồi. Úi dồi ôi. HL kìa. HL. Chúng ta sẽ đứng lên đây để cam. Ra mic à? Ok. Ra mic thì chắc chắn là sang B rồi. Úi dồi ôi, nó giết người bên B rồi kìa các bạn ơi. Qua đây. Ơ, à đây đây. Úi dồi ôi, vai xoài. Vâng, nhìn thấy nó trước mà mình cứ tưởng đồng đội cơ. Lúc nãy phân vân. Ơ, sao đồng đội lại màu gạch gạch nhở.
Thế là nhìn lại may quá, quả đấy mà không để ý thì sấp mặt lờ đồng đội rồi. Trận đầu tiên hơi ngáo tí, trận đầu tiên của năm rồi, nó bắt đầu tương khói. Này thì tương khói với chúng tôi này, còn thằng ở mic nữa rồi, như là chết rồi sao ấy. Úi dồi ôi, vãi xoài. Vâng, sorry bạn, mình cover không kịp nhá. Hình như là nó đánh lên HL rồi, chúng ta sẽ qua HL kênh. À đây rồi, nó bước vào rồi này. Ôi vãi, ôi vãi xoài. Này thì đẩy vào này. Rồi còn một thằng nữa. Úi dồi, rao à. Ôi vãi, căng vãi. Burger Khánh Linh, bạn này bắn rất là hay nhá. Ok, và đã bị giết từ một thanh niên mốc đi từ phía sau. Thanh niên kia bắn hơi bị hay đấy. Mình sẽ tiếp tục vào Kamik. Ui rồi, gãy. Vâng, bắn cực kỳ hay nhá. Lúc nãy không biết tại sao không thể hiện. Đèn thế nhờ, quả đấy mình cứ nghĩ là Snip là có thể cân tất được cơ. 10 kill rồi. Vâng, ăn tất và ăn cả đất xung quanh mà không được. Đớp ngay Pentakill, cứ tưởng là bọn kia cũng tạm tạm thôi. Vâng không sao, chúng ta bỏ lỡ một trận vậy. Nãy mình lại bật kèo sau vậy. Vâng không sao, tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Úi dồi ôi, rào kìa bạn ơi. Ngoài rào kìa. Một phút nông nổi là khiến mình đi khỏi, lệch khỏi team. Úi dồi, 3 HP. Hay quá. Bom kìa. Vâng, thiên nhiên vẫn đang chăm chú đẩy sang nhà bạn. Một thanh niên đi móc đít và không biết là thành công không đây. Mình nghĩ là sẽ không thành. Tầm 3 HP thì khó chơi lắm. Úi dồi ôi, Burger Khánh Linh nó ăn tất. Kìa. Úi dồi ôi, bãi xoài. Trận này nó tha hồ lút kill. Khổ thân. Ok, trận này mình sẽ bắn đàng hoàng tí và không đứng lại cái chỗ đấy nữa. Cái chỗ nào chết thì không bao giờ đứng lại, trừ phi mà cách một trận thôi. Bọn nói đâu nhỉ, what the hell, lại khói đậu xanh. Nó thấy mình snip ý, nó tương khói vào để che cái tầm nhìn của mình. Nhưng B không có A rồi, A rồi anh em ơi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, cái gì đây? Lạc trôi à? Lạc trôi phiên bản 2018. Thật là VL. Ok kìa. Úi dồi, nó ăn rồi. Nhìn thế, bạn kia snip rất là hay. Vậy pha chít luôn. Cầm ốp mà như thế thì tuyệt vời. Thế thì đồng đội đỡ phải lo lắng về trận đấu, anh em hiểu không? Bây giờ còn một thằng nữa, mình không biết là ở đâu. Bọn này có khi là nó ở nắp nhà, có khi là nó đẩy bừa. Đấy, bom nằm đây, mình không nghĩ là nó sẽ đẩy lên để lấy bom. Đấy là điều mình nghĩ, còn nó sẽ nghĩ khác mình. Úi dồi ôi, thế nhưng đẩy vào HL rồi vẫn không thấy ai. Khổ thân. Úi dồi, cầm gà, vãi xoài. Khổ. Công nhận cái bọn kia nó biến thái cực ý. Nó đập lên để nghe cái tiếng gà rên. Phải không? Nó à? Cạn lời với đồng đội. Khổ thân. Vâng, ghép với team như này thì đúng là
chỉ muốn nghỉ game thôi. Hồi đầu mình cũng thế mà. Ok, mình sẽ tiếp tục lên trên này để bắt người. Đấy đấy, lại sấy này cưng. Lại thì sấy với chúng tôi này. Bây giờ bạn Khánh Linh chết rồi thì ai sẽ gánh team đấy? Vâng, ao thôi là vừa, ok. Không biết thằng còn lại ở đâu. Đâu rồi bé ơi? Bé ơi đâu rồi? Vâng, vẫn không thấy nó anh em ạ. Không biết là hai thằng kia nó nấp ở đâu. Quái xoài. Vâng, chắc là đi lên nhà nó mới biết được cái tung tích của nó thôi. Thằng kia ăn một thằng ở nhà nó rồi. Hay quá. Ok. Ơ kìa. Nó đâu ấy? Ui, ui dồi ôi. Ui dồi ôi, dốc nước vãi xoài. Chết nhầm, dốc nhà nó. Cạn lời. Vâng, mình cứ tưởng thằng kia nó chết rồi cơ. Thế đếch nào. Ui dồi ôi, team mình đứng đây mà không ăn được nó này. Chán thế. Ok. 2v1, không chột thì cũng què. Vâng, nó vào A rồi kìa bạn này. A rồi. Tầm này mà không bắn không hơn nữa thì thôi chứ. Úi rồi, thôi xong rồi. Đặt bom xong mà đứng gỡ bọn đứng như thế thì chả chết. Và muốn chết thì chết ngay lúc đầu. Đã không chết thì thôi chạy núp. Ở kìa vãi xoài. Thằng này còn chơi giở trò đối bại ấy chứ. Vâng. Gỡ đi bạn này. Tha cho tụi mình. Để mình sang trận khác mình bắn với. Ok, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem thấy hay quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.